Đây. Đây. Khỉ, đây. Tối nay về mở kênh em bé xem nha. Đó. Ôi trời. Ông anh ơi, tối nay về mở kênh em bé xem nha. Đúng rồi. Một hình ảnh rất là đẹp, các bạn nhỏ đang quây quần bên chú khỉ đang ăn cà chua. Ăn xong rồi. Có uống nước không? Có nước không? Chiều hôm nay hai bố con Dương cho bạn khỉ lên sân bóng nhân tạo chơi đây. Trong lúc đợi các anh đi mua bim bim thì bạn khỉ đang nhổ lông chân cho bố. Các bạn nhỏ có thích khỉ không? Sợ lắm. Sợ á? Khỉ hiền mà, nó đang nhổ lông chân cho bác đây này. Cho khỉ vặn quả bóng nào anh ơi. Bác ơi, nếu mà cho khỉ vặn đầu thì sao? Vặn tóc sâu ấy. Này, chơi bóng đi, không nhổ lông chân nữa, chơi bóng đi. Ôm bóng đi. Nó cắn rách đấy. Nó muốn nhổ lông chân rồi. Khỉ không thích chơi bóng mà chỉ thích nhổ lông chân thôi. Khỉ ơi. Anh này định làm gì đấy? Nhưng mà phải đặt tên cho nó chứ. Thế cháu định đặt tên là gì? Nó không biết. Bác chưa đặt được tên, chỉ gọi là khỉ thôi. Anh kia mang cho bác mượn chai nước nào, cho chú mượn chai nước nào. Đây. Đưa cho chú. Đưa hẳn đây. Sợ à? Cháu đầu tiên cháu tưởng khỉ hiền, không cắn nó ra, nó cắn thật. Nó cắn đau nhưng mà nó kiểu nó chảy. Ồ, không thích vị này à? Ngon, ngon thế mà không ăn. Có vẻ này không thích hai anh ạ. Cháu cái bim này ăn một lần chắc là đầy lắm rồi. Thôi ăn đi, không nhổ nữa. Vẫn còn tìm chắc quá. Chắc thích nhổ hở lông chân nhiều hơn ăn. Này. Ăn đi. Không cần nhổ nữa đâu. Nhổ vừa ăn. Đây là công nhổ lông chân cho bố bé Dương nên được ăn bim bim. Đúng không? Có bạn nào muốn ăn bim bim không? Bạn nhỏ kia muốn ăn bim bim không? Để vào nhổ lông chân cho bác. Chú ơi. Hả? Chú ơi, chú sao chú không mua cái máy nhỏ quay cho nó dễ? Chú cháu nhìn thấy cái máy này nó to, nó khó cầm. Ừ, máy này là máy chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Thôi ăn đi, không nhổ nữa này. Này. Máy du lịch thì nó bé nhưng nó không nét như máy này này. Đây là bim bim vị gì đấy hai anh? Vị ngô. Vị ngô à? Ôi, ngon như thế này mà chê thì buồn cười quá khỉ ấy. Không cắn đâu, đừng trêu nó thì nó không cắn đâu. Ừ. Ăn thi. Ăn thi. Ăn thi đã. Này. Ăn thi cả. Ăn thi chứ. Nhưng mà cũng tắm ấy nhỉ. Đây. Này. Khỉ. Đây. Tối nay về mở kênh em bé xem nha. Đó. Ôi trời. Ông anh ơi, tối nay về mở kênh em bé xem nha. Đúng rồi. Tên kênh của chú là kênh em bé hay là kênh dành cho em bé? Kênh em bé. Tên là kênh của em. Tên là kênh em bé hay là kênh dành cho em bé? Kênh em bé. Này. Kênh em bé. Kênh. Em. Kênh tên là em bé đúng không? Ừ. Tên. Này. Khoan nữa. Sao lại có một cái đầu kìa? Ui khi sao mà giống tay? Chắc cái đầu đấy để. Đây. Quay. Nhìn. Quay. Chân giống tay. Thôi đừng nhổ nữa, đau lắm. Đau. Về nhà cầm dao cạo. Khi mà cầm dao cạo ấy, nhìn cả chân chú còn mỗi một đốm luôn kìa.
Nhổ tím vào chân đấy. Chú có thấy đau không ạ? Đau. Nhổ lông chân này mà không đau. Đau phê chứ. Này. Nhổ lông nách không đau lắm. Ta bảo nhổ lông nách. Nhưng mà khi mà nhổ lông nách có mà đau lắm. Khi nhổ lông nách đau lắm. Ăn bim được không? Này. Khí. Tại sao lại không thích bim bim này nhỉ? Có vẻ như không hợp khẩu vị lắm. Nó như thích này. Nó như thích ăn hoa quả đây. Ừ. Ăn quả chuối được không chú? Ăn được. Chuối này, dưa chuột, cà chua. Ờ dưa chuột này rồi có này. Ờ dưa chuột nhà tôi cũng có nhưng mà nó chín. Quả đào. Tóm lại là hoa quả, loại nào nó cũng thích ăn. Chuối. Ừ. Chuối thì đấy là món cái khẩu của khỉ rồi. Hai anh đi mua bim bim về cho khỉ nhưng khỉ chê nên hai anh đang chiến đấu đây. Bố cũng vừa chiến đấu xong. Sạch sẽ mà bởi vì khỉ nó có cho tay ở đấy đâu. Lúc nãy là chú lấy tay chú lấy ra cho khỉ ăn. Nên ăn được không làm ảnh hưởng gì. Ba đầu ba không? Năm ăn một đầu không? Không đủ không? Khỉ à? Đây nào, đang quay phim ấy. Bắt được bóng là ném vào gôn như vậy à? Món khoái khẩu của nó là chuối. Cậu mang chuối. À, chắc để tớ mang chuối lên nhá. Mang chuối lên là nó hay. Ai chưa thấy đẳng cấp à? Mẫu ơi. Đây. Lấy cầm lấy quả lên. Hả? Đúng, nó rất thích ăn hoa quả. Đây là món sở trường. Đó là cà chua. Ăn đi, không phải chạy nữa. Nhìn ăn ngon nhỉ. Nhìn ăn ngon lành quá. Thế về nhà lấy cà chua, bố mẹ có hỏi mang đi đâu không? Không, cháu xin bên ông ạ. Thế à, cháu xin cháu bảo như thế nào? Bảo ông ấy cho cháu vay quả cà chua lấy ông cho luôn. Thế à? Bim bim không ăn, cho cà chua cái là ăn luôn đúng không? Hai quả nhá. Thì cơm á? Có mỗi bữa khỉ ăn một bát cơm. Mỗi bữa bát cơm đấy, khéo ăn khỏe hơn anh còi này chứ. Anh còi một bữa ăn hết bát cơm không? Một bữa cháu ăn mấy bát cơm? Một à, thế ăn bằng khỉ thôi. Khỉ một bữa cũng một bát cơm. Nhìn ăn rất là ngon lành. Ăn hết chưa? Lúc nãy mua bim bim về nó có ăn đâu, nó ăn mấy miếng thôi. Không phải món sở trường. Sở trường của khỉ là các loại hoa quả. Trong đó có món cà chua là một trong những món rất là ưa thích. Các bạn nhỏ nhìn này. Khỉ ăn thức ăn nó chưa cho xuống dạ dày luôn đâu nhá. Nó chứa ở dưới cổ này, có nhìn thấy không? Đấy. Xẹ cổ xuống kia kìa. Một lát nữa nó sẽ nhè ở thức ăn ở cổ ra mới ăn thật. Và lúc đấy thức ăn nó mới trôi xuống dạ dày. Một hình ảnh rất là đẹp. Các bạn nhỏ đang quây quần bên chú khỉ đang ăn cà chua. Ăn xong rồi. Có uống nước không? Có nước không? Cầm ca uống đi. Chắc là chưa biết. Lại ra nhằn tiếp. Hết nạc rồi vạc đến xương. Lúc nãy ăn hết ruột rồi bây giờ lại ăn vỏ. Ăn xong lại nhè. Thay mặt chú khỉ bố bé Dương cảm ơn các anh nhá.